Ngày 4 tháng 5 tại thành phố Buôn Ma Thuột, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng đối với các đơn vị khu vực Tây Nguyên. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị. Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tây Nguyên cơ bản ổn định, kinh tế xã hội có những chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững. Các đơn vị trên địa bàn Tây Nguyên đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, mệnh lệnh, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu và của tỉnh về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, chủ động quản lý, nắm chắc tình hình vùng trời, biên giới, ngoại biên, nội địa và không gian mạng. Các đơn vị chủ động phối hợp với các ban ngành tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện việc quy hoạch sử dụng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành khối liên hoàn vững chắc, tạo được nhiều chuyển biến trong việc nâng cao công tác huấn luyện, luyện tập, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh và làm tốt công tác dân vận. Kết luận hội nghị, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị trên địa bàn Tây Nguyên cần tập trung làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền các địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tập trung xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ, chủ động sẵn sàng chiến đấu cao, tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, giúp nhân dân khắc phục hạn hán, thiên tai, góp phần củng cố xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên ngày càng vững chắc.